Thưa quý vị, với định hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập quốc tế, đến nay Đà Nẵng đã có bước đầu tư mạnh để phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu, đặc biệt hướng đi xây dựng trung tâm chuyên sâu về ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc đã dần được hiện thực hóa với những bước đi bài bản. Gần 800 tỷ đồng, đây là tổng vốn được thành phố đầu tư để thực hiện dự án trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc ngay tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hạ tầng hiện đại, trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ. Đến nay dự án đã hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng. Đặc biệt công trình ghép tạng là công trình đầu tiên của thành phố, cũng như là bên ở khu vực miền Trung là về cái lĩnh vực là cấy ghép tế bào gốc. Nên là trong quá trình thực hiện thì chỗ các đơn vị cũng là tìm hiểu, cũng tham gia trao đổi ý kiến rất là nhiều để có được cái sản phẩm và phục vụ bệnh nhân. Cơ sở vật chất đã được đầu tư bài bản và trước đó ngành y tế thành phố mà trực tiếp là Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã có bước chuẩn bị về chuyên môn với một kế hoạch căn cơ, lộ trình chặt chẽ để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ngoài việc nhận chuyển giao từ các trung tâm y khoa hàng đầu trong nước, Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế để chia sẻ, nâng cao năng lực chuyên môn cho các ekip. Thì riêng tại Việt Nam thì cái trung tâm ghép tạng và cái ghép tế bào gốc thì Đà Nẵng được đầu tư thêm một cái dạng là một cái trung tâm chuyên biệt, đây là lần đầu tiên. Thì với hỗ trợ như thế này thì chúng tôi thấy rằng là tập trung được cái nguồn lực, tập trung được các cái trang thiết bị đầu tư và tập trung được các cái phương tiện về vấn đề ghép. Ví dụ như là cái công tác hỗ trợ cho ghép, công tác gây mê, công tác phòng mổ, công tác lấy tạng, công tác hiến tạng, tất cả các vấn đề liên quan tới nội dung của ghép thì chúng tôi tập trung thành trung tâm. Như vậy là chắc chắn rằng là chúng tôi sẽ có điều kiện để mà được đầu tư trang thiết bị, đầu tư về con người, đầu tư các cái đào tạo ekip chuyên sâu. Và chúng tôi cũng khẳng định rằng là các ekip chúng tôi cũng đang đào tạo theo hướng là từng mũi nhọn một của cái trung tâm này. Và nó có địa chỉ, có nội dung cụ thể, có kế hoạch, có lộ trình. Sau thành công với các ca ghép thận, ghép tế bào gốc, điều trị chấn thương tủy sống, đến nay Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã thành công với việc ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên cho người bệnh đa u tủy xương. Đồng thời cũng đang cử ekip tham gia nhận chuyển giao kỹ thuật ghép gan. Với những bước đi vững chắc đó, tương lai không xa, Đà Nẵng sẽ thực sự trở thành một trung tâm mới về ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc trên bản đồ ngành y tế cả nước.